Xin chào em, hôm nay cô và các em cùng đi trả lời câu hỏi C3 trong sách giáo khoa vật lý 8 trang 84, đề bài như sau này. Trong thí nghiệm này, phải giữ không đổi những yếu tố nào, muốn vậy phải làm thế nào? Trong thí nghiệm này là thí nghiệm nào? Các em cùng đọc lên thí nghiệm ở bên trên này. Các em hãy thảo luận trong nhóm về cách làm thí nghiệm để kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt lượng cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ. Các em đã thấy chúng ta đã trả lời câu hỏi C1 và câu hỏi C2 đúng không các em? Ở câu hỏi C1 thì chúng ta để đo cái gì nhỉ các em? Để đo mối liên hệ giữa khối lượng và nhiệt lượng đúng không? Vậy thì để đo được mối quan hệ giữa khối lượng và nhiệt lượng thì chúng ta phải giữ nguyên thứ nhất là chất và thứ hai là độ tăng nhiệt độ. Đấy, và thay đổi khối lượng đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta muốn tìm mối liên hệ giữa độ tăng nhiệt độ với nhiệt lượng thì chúng ta phải thay đổi chúng ta phải giữ các thông số còn lại và thay đổi chính cái chúng ta cần so sánh. Được chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi C3 là gì nhỉ? Trong thí nghiệm này phải giữ không đổi yếu tố nào các em? Chúng ta cần tìm mối liên hệ giữa độ tăng nhiệt độ và nhiệt lượng. Vậy thì chúng ta phải giữ các yếu tố còn lại đó là chất. Đấy, giữ nguyên các yếu tố chất và khối lượng, được chưa? Thì chúng ta cùng đi trả lời câu hỏi C3. Đó là phải giữ khối lượng và chất làm vật giống nhau. Cụ thể ở đây là chúng ta đang xét chất ở đây là gì? Chất ở đây là nước. Muốn như vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Muốn vậy thì hai cốc phải đựng cùng một lượng nước. Chúng ta vừa trả lời xong câu hỏi C3 trong sách giáo khoa vật lý 8 trang 84.